Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mời quý vị chắp tay, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô tassa bhagavato Phagavato Arahato Arahato Samma Sambuddhassa Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Samma Sambuddhassa. Bây giờ chúng ta đi qua tiếp cái chung bộ đó. Thì hôm bữa trước hình như là cái phần dao động, tâm bị dao động và bất an. Cái phần dao động thì xong rồi. Còn cái phần tâm bất an. Cái tâm bất an á, là khi mà tâm mình nó bị những cái sự hối hận hoặc là lo lắng nó diễn ra. Mình hối hận do đâu? Hối hận do những cái việc ác mình đã làm, hoặc là những cái việc thiện mình chưa làm, hoặc là những cái bổn phận của mình mình đã không hoàn thành, nó dẫn đến mình hối hận. Rồi cũng có thể là do khi mình đã từng làm ác trong quá khứ, cái ác đó nó ám ảnh mình, nó theo đuổi mình. Như trường hợp vua A Xà Thế ở trong kinh Sa Môn Quả, trong một đêm trời sáng trăng, vua A Xà Thế hỏi các cận thần: bây giờ đêm trăng sáng như vậy mà mình ngủ nghỉ thì quá tiếc, cho nên tốt nhất là mình nên đi đến thăm viếng một cái vị có nhiều trí tuệ. Thì các cái quan cận thần mới bàn nhau, người thì xin đi thăm vị này, người đi xin thăm vị kia. Do những cái vị quan cận thần là đệ tử của là lục đại môn phái, sáu cái môn phái tà kiến lớn ở Ấn Độ vào thời đó, cho nên là sáu vị là rủ sáu người khác nhau. Riêng ông Lương Y Chiêu Quá Cá thì rủ vua A Xà Thế: thôi thì bây giờ đi đến thăm Đức Thế Tôn đi. Vua A Xà Thế khi mà hỏi thì vốn dĩ là muốn đi thăm Thế Tôn rồi, nhưng mà hỏi thì để cho nghe mọi người ý kiến như vậy thôi. Cho nên khi nghe nói đi thăm Đức Thế Tôn thì vua A Xà Thế mới đồng ý với Lương Y Chiêu Quá Cá và để Lương Y Chiêu Quá Cá dẫn đi. Khi Lương Y Chiêu Quá Cá dẫn vua A Xà Thế đi xuống khỏi cổ xe ngựa và đi bộ vào trong rừng, thì vua A Xà Thế thấy cảnh vật xung quanh nó quá yên ắng, cho nên vua A Xà Thế run sợ và chụp lấy tay Lương Y Chiêu Quá Cá, hỏi là: khanh muốn hành thích chẩm phải không? Tại vì khu rừng nó quá yên ắng, nó quá ghê sợ. Thì ở trong chú giải mới nói đó, cái lý do mà vua A Xà Thế, một vị hung mãnh như vậy mà sợ hãi khi vào trong rừng, là bởi vì sự yên ắng của khu rừng nó làm cho vua A Xà Thế run sợ. Cái nguyên nhân là do vua A Xà Thế đã giết vua cha. Khi mà A Xà Thế giết cha đó, đó là một cái ác nghiệp rất lớn và nó ám ảnh vua A Xà Thế. Từ đó khi mà đi đến một cái chỗ nào đó mà nó yên ắng thì vị này đều có suy nghĩ là chắc có người muốn hành thích mình. Thì Lương Y Chiêu Quá Cá nó không phải đâu,
Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn đang ở đó đó, thì vua Xà Thế dịnh Lương Y Chi Quá Cá và để Lương Y Chi Quá Cá dẫn vào trong. Và khi thấy Đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỷ kheo ngồi thiền một cách yên ắng, không có một tiếng động, thì lúc bấy giờ vua Xà Thế mới mừng rỡ và đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chính bởi vì như vậy đó, trong một cái khu rừng thì khi mà cái nội tâm của mình có vấn đề, có vấn đề do giới của mình có vấn đề, thì mình ở trong rừng mình ở không nổi. Hoặc là có nhiều người đó, gọi là họ trốn mà trốn truy nã, họ trốn mười mấy năm mấy chục năm, thực tế họ đâu có thoát tội. Tại sao? Tại vì cái tội của họ đó nó chạy theo họ từ khi họ trốn cho tới cái thời điểm hiện tại, đâu có trốn. Tội ác lúc nào nó cũng ám ảnh họ, chẳng qua là họ sợ tù tội thôi. Chính bởi vì như vậy, khi mà chúng ta có giới hạnh bị ô nhiễm thì tâm của chúng ta sẽ bất an. Và như sư nói hồi nãy, các cái căn của chúng ta không được thu thúc. Mình phóng dật nhìn làng mạc, nhìn tài sản người khác, rồi mình tham đắm, mình chạy theo nó đó. Sắc đẹp, mùi hương, vị ngon, sự xúc chạm, mình chạy theo nó, thì chính cái đó làm cho tâm mình bất an. Mình ngồi mũi nó chích, mình sẽ nhớ những cái ngôi nhà, nhớ cái mùng, nhớ những cái căn phòng nó đẹp đẽ, xa hoa, lộng lẫy, nó êm ấm. Ở đó mình không phải chịu những sự khổ sở như thế này. Thì chính những cái đó, đó nó làm cho mình trở nên bất mãn, và mình cũng ngồi không thể nào, cái tâm của mình cũng không thể an được. Rồi đến cái phần tiếp theo đó, nó khiến cho chúng ta bị khiếp đảm và sợ hãi khi ở rừng. Đó là khi chúng ta có sự ngờ vực và nghi hoặc. Cái ngờ vực và nghi hoặc này đó, nó có nhiều lý do lắm. Thì ở trong chú giải có nói đây là một trong năm truyền cái. Quý vị nhớ giùm sư, khi chúng ta hành thiền thì đó là một quá trình mà chúng ta vượt qua năm truyền để chúng ta có được năm chi thiền. Cho nên cái sự ngờ vực và nghi hoặc này là một trong những cái mà chúng ta phải vượt qua. Ngờ vực và nghi hoặc nghĩa là sao? Nó là cái trạng thái làm cho tâm của mình nó không có yên được. Tại vì mình không biết là cái này đúng hay sai. Mình không biết là con đường này mà mình chọn á, là nó là hợp lý hay không hợp lý. Rồi từ đó đó, trước các cái cảnh mình sẽ băn khoăn. Băn khoăn cái gì? Mình băn khoăn là không biết mình hành thiền như vậy có đúng hay là không. Mình không biết cái mà mình nhìn thấy nó có đúng hay là không. Tại sao mà khi có những cái khóa thiền hoặc là trong những cái thiền viện thì có những vị thầy hướng dẫn để chi vậy? Để khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta có những cái băn khoăn, những cái nghi hoặc trước một cái cảnh nào đó, chúng ta không biết là chúng ta giải quyết như thế nào, thì chúng ta đi đến, chúng ta hỏi cái vị thầy hướng dẫn. Ví dụ như có người họ hành thiền, họ mở mắt ra, họ thấy là toàn những cái hình ảnh ghê sợ, thì họ sẽ đến, họ gặp vị thầy hướng dẫn. Hoặc có những người đó, họ hành thiền mà họ nghe cái mùi hương, cái mùi thơm ở đâu mà nó chưa bao giờ họ nghe trong đời, thì cũng đi đến gặp cái vị thiền sư hướng dẫn. Hoặc là họ ngồi thiền, họ thấy ánh sáng, thì họ cũng đi đến vị thiền sư xin hướng dẫn. Nhờ như vậy đó, chúng ta hóa giải được những cái băn khoăn, những nghi hoặc. Mà do đâu chúng ta có những băn khoăn, nghi hoặc này? Do chúng ta không rành rẽ các đề mục thiền định.
Đó là lý do mà chúng ta học Thanh Tịnh Đạo. Trong cái lớp học á, chúng ta tăng trưởng những kiến thức về giới, định và tuệ, tăng trưởng những kiến thức về những cái nimitta, cái phương pháp để thực hành. Rồi từ đó chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều. Và khi chúng ta đã rành rẽ về các đề mục thiền thì chúng ta không có băn khoăn, không có nghi hoặc nữa. Còn khi chúng ta ở trong rừng mà quý vị cứ nghĩ khi chúng ta không rành rẽ các đề mục thiền mà chúng ta ở một mình trong rừng, chúng ta gặp vấn đề, chúng ta đi gặp ai? Một cái vấn đề nữa nó làm cho chúng ta băn khoăn nghi hoặc là chúng ta không chắc, chúng ta không biết, chúng ta mơ hồ về mục tiêu và cứu cánh của đường tu của mình. Nhiều người họ tu nhưng mà họ không có mục tiêu. Đường đạo thì nó xa xôi quá, mà đường đời thì cách trở. Nó dẫn đến cái đời sống tu hành của họ không có mục tiêu. Mà khi như vậy đó, họ ở trong rừng, họ sống như là một con ruồi không có đầu vậy, nó bay lung tung. Nó cũng sẽ khiến cho họ bị không có yên. Còn đối với Đức Thế Tôn, Ngài rất là rõ, mặc dù vào cái thời điểm Ngài ở trong rừng, Ngài, khi mà Ngài kể, quý vị nhớ giùm nha, Đức Thế Tôn kể cái bài kinh này là Ngài kể cái trạng thái của Ngài khi Ngài còn là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Chính bởi vì như vậy, cái mục tiêu của Ngài rất là rõ ràng. Con đường của Ngài là hướng đến đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Thành ra khi mà Ngài có mục tiêu như vậy đó, Ngài không phải băn khoăn, không phải nghi hoặc, không bao giờ mình phải lo nghĩ là tại sao tôi phải chọn con đường này đó. Quý vị nhớ là khi Đức Thế Tôn mà xuất gia, Ngài đã thử hết tất cả những phương pháp mà người ta đồn là có hiệu quả. Ví dụ như Ngài đi đến hai cái vị đạo sư là để học thiền cho đến cái tầng thiền là phi tưởng, phi tưởng. Nhưng Ngài thấy nó cũng không đi đến sự giác ngộ giải thoát. Ngài không có băn khoăn, bởi vì Ngài biết cái mình cần là cái gì, cho nên Ngài không có dừng lại ở đó. Rồi Ngài lại từ bỏ, Ngài thực hành khổ hạnh nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Ngài làm là có mục đích, cho đến khi Ngài thấy là cái con đường khổ hạnh này nó không đi đến sự giải thoát giác ngộ thì Ngài sẵn sàng, Ngài từ bỏ. Rồi từ đó Ngài thực hành theo con đường trung đạo. Rồi thêm một vấn đề nữa nó khiến cho chúng ta cứ băn khoăn nghi hoặc, đó là khi chúng ta bị tham dục chi phối. Khi mà chúng ta bị chìm đắm trong ái dục thì đầu óc của chúng ta sẽ chìm trong những cái băn khoăn, những cái nghi hoặc mà không có lời giải. Vào thời Đức Phật có rất nhiều người đến hỏi Đức Thế Tôn những câu hỏi mà thời nay đó triết học họ vẫn cố rồi họ đi tìm. Đó là cái gì? Ta là ai? Mục đích của sự tồn tại là gì? Rồi thế gian này là hữu hạn hay là vô hạn? Rồi chúng sanh sau khi chết thì còn hay là mất? Họ cứ mãi họ băn khoăn những cái đó. Trong khi đó họ đi đến gặp Thế Tôn, Thế Tôn chỉ rõ cái vấn đề của họ. Đó là do đâu? Do anh vẫn còn tham dục, bị tham dục nó chi phối, ái nhiễm. Do anh chìm đắm trong tham dục cho nên anh mới có những cái suy tư như thế này. Và cách giải quyết của Đức Thế Tôn là gì? Đó là anh hãy thực hành theo bát chánh đạo. Khi anh thực hành theo bát chánh đạo
anh chứng đạt được đạo quả, thì tự nhiên anh sẽ có lời giải cho những vấn đề như thế này. Nó giống như một người, xin lấy ví dụ, nhìn vào cái viên thuốc paracetamol, họ cứ băn khoăn, họ mãi họ muốn tìm hiểu cái cấu trúc của cái viên này như thế nào, nó tác động ra làm sao để nó có thể chữa trị được bệnh cảm. Họ băn khoăn mấy cái đó, trong khi cái đứa đó nó chỉ là một đứa bé 7 tuổi thôi. Một người thông minh thì một là kêu cứ uống đi, uống vô là hết cảm, chứ đừng có ngồi đó mà băn khoăn cái cấu tạo cái viên này làm cái gì, cứ uống vô đi. Muốn học, muốn biết đúng không? Học đi, học, cứ học lên đi ha. Học lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, sau đó học hóa, học chuyên hóa đó, rồi đi thi vào cái ngành dược sĩ. Rồi từ từ là mình hiểu được cái đó. Tới khi nào mà mình học giỏi rồi đó, xin lấy ví dụ như mình vào được trường cao đẳng hoặc là đại học, tự nhiên mình biết cái cấu tạo nó như thế nào. Còn một cái đứa bé 7 tuổi mà 1, 2 nó đòi biết cho bằng được thì phải nói là một sự kiện dại dột. Tại làm sao nó biết được? Cái trí nó không đủ để nó biết, nó không hiểu nổi để nó biết đó. Nó thậm chí là ngày hôm nay ăn cái gì nó còn không biết mà, thì làm sao mà nó biết được những chuyện đó. Cũng vậy đó, chúng sanh băn khoăn là do họ chìm đắm trong ô nhiễm. Cho tới chừng nào các ô nhiễm của tham dục, tham ái nó không còn nữa, nó bị diệt trừ, họ thoát khỏi vô minh, thì tự nhiên những câu hỏi đó họ biết phải xử lý như thế nào. Còn khi mà chúng ta chưa có được sự đoạn trừ những ô nhiễm, thì cũng giống như một đứa bé mà nó chưa có đi học, nó chưa lớn, mà cứ một hai đòi tìm hiểu, đòi suy tư những vấn đề nó vượt qua khả năng của nó, thì rõ ràng đó là một kẻ dại dột. Cho nên khi mà mình vượt qua được thì mình không còn những cái sự ngờ vực và nghi hoặc nữa ha. Còn nếu không thì chúng ta không cách chi mình ở trong rừng được để mà mình hành thiền. Rồi lại nữa, hai cái vấn đề tiếp theo nó làm cho một người không thể ở trong rừng, đó là gì? Đó là khi họ đó khen mình chê người. Như là ở trong Trung Bộ số 113 thì Đức Thế Tôn định nghĩa về thế nào là cái sự gọi là khen mình chê người. Thứ nhất, mình tự hào về cái xuất thân của mình. Mình nghĩ ta xuất thân từ một cái dòng dõi cao quý, hoặc ta xuất thân từ một cái gia đình giàu sang, còn những cái người kia là xuất thân bần hèn, xuất thân nghèo. Hoặc là ví dụ như quý vị ngồi ở đây mà quý vị so mình là mình đi xe hơi, mình đi xe xịn tới, còn mấy người này đi bộ nghèo tới, thì khi mình có cái suy nghĩ như vậy, nó là khen mình chê người. Hoặc là mình có suy nghĩ, mình một cái ông thầy tu suy nghĩ mình là người có nhiều Phật tử ủng hộ, mình là người có nhiều cái tài sản, còn mấy ông sư bạn, mấy ông nó nghèo, không có tài sản, thì đó là sự khen mình chê người. Ở trong Trung Bộ, Đức Thế Tôn mới nói cái chuyện mà cái xuất thân á, xuất thân cao sang, nó đâu có đưa đến cái chuyện đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si. Tham vẫn còn y nguyên đó, sân vẫn còn y nguyên đó, mà si vẫn còn y nguyên đó. Thì mình dựa vào cái gì để mình tự hào? Giàu hay nghèo, tham sân si vẫn y chang như cũ. Mà chỉ có sự tu hành mới không còn tham sân si nữa mà thôi. Người ta hơn nhau ở trong đạo là hơn nhau ở cái chỗ ai tham sân si nó nhẹ hơn.
chứ không phải hơn nhau ở chỗ ai giàu hơn. Mình khen mình chê người ở chỗ nào nữa? Là khi mình nghe nhiều học rộng, mình có đi học giáo lý nè, mà sư thấy cái này là hơi bị nhiều người nha. Mình có đi học giáo lý, thậm chí nha, mình có học A Tỳ Đàm, mình có học kinh tạng, mình giỏi rồi, cội còn mấy người kia vô chùa chỉ biết lạy Phật, vô chùa là chỉ biết bỏ thùng phước xương dài đồng mà đi về, không bằng mình. Nói này nó kỳ. Cái này là trong Trung Bộ số 113 nói chứ không phải sư nói. Là cái dù mình học giáo lý nhiều á, mình nghe đạo nhiều á, mà tham, sân, si còn y nguyên ở đó thì mình lấy cái gì mình tự hào? Mình càng học mà mình càng tham, càng học mình càng sân, càng học càng si. Thậm chí hồi xưa chưa học mình đâu có ngã mạn, bây giờ mình học mình càng học càng ngã mạn, càng học càng thấy mình giỏi. Thì mình dựa vào cái gì để mình tự hào? Ở đó mà khen mình với chê người. Hơn thua nhau ở cái chỗ là tham, sân, si nó bớt đi hay là không. Chứ không phải cái vụ mà mình vô chùa mình học cái này mớ, cái kia một mớ. Mà Ngài Giác Nguyên, Ngài nói suy nghĩ cũng thấy thú vị. Có nhiều Phật tử học kinh được một mớ, học A Tỳ Đàm được một mớ, tu đi dài khóa thiền được một mớ. Nói chung lại họ có ba mớ, họ tự hào ba mớ. Rồi cái chuyện mình trì giới cũng vậy. Tức là có những người, quý vị nhớ giùm, để mình sống được ở rừng là cái giới của mình nó phải trong sạch. Còn giới mình mà nó ô nhiễm, mình sống ở rừng không nói. Nhưng mà có những con người, mình sẽ nói đặc biệt nha, những vị mà đi du học về, du học pháp học pháp hành, mà đi vào từ những cái nơi mà chư tăng ở đó giới hạnh ngon lành là về rất dễ dính cái này. Ta là người có giới. Còn những người xung quanh không có giới là nó giống như là rác đó, giống như là cái gì đó nó nhòm gớm, nó vứt đi. Nhưng mà cẩn trọng, tại vì khi mình giữ giới mà mình thấy mình hay á, giữ giới mà đi đến cái chuyện khen mình chê người á, thì cái giới mình giữ là giới cấm thủ. Mà mình giữ giới cái kiểu gì mà mình không trở thành con người khiêm cung, không trở thành con người dễ thương, không trở thành con người dễ ưa. Mà mình giữ giới mà nó khiến cho mình thành con người ngã mạn, khiến cho mình thành con người khó ưa, khó chịu, khó chiều, thì coi chừng cái giới của mình, cái sự giữ giới mình có vấn đề. Mà do đâu? Do khen mình chê người. Hơn nhau ở cái chỗ tham sân si, nó có đoạn trừ hay là không ha. Cái tiếp theo là cái mà nó trực tiếp nhất với cái bài kinh này, là họ ngã mạn, họ khen mình chê người, là ta là người sống ở trong rừng nè, sống ở trong núi nè, đó ta ngon rồi. Còn mấy người kia là mấy người sống ở thành thị. Thì khi họ có sự khen mình chê người như thế, Đức Thế Tôn nói trong Kinh Trung Bộ 113, cái chuyện mà mình sống ở trong rừng á, nó có đưa đến sự giảm thiểu tham, sân, si hay là không? Cái đó mới quan trọng. Chứ không phải quan trọng ở cái chỗ là mình ở trong rừng hoặc là mình ở trong núi. Nhớ cái chuyện đó. Chính bởi vì như vậy đó, Pháp Cú số 252 có nói: dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Mình nhìn xung quanh cái lỗi của người mình thấy dễ lắm, thấy ai cũng có lỗi hết trơn, ai cũng có vấn đề, ai cũng có lỗi. Nhưng mà cái lỗi của mình không có thấy.
Mình không nhìn nhận ra vấn đề của mình, mình toàn thấy người ta có vấn đề không à. Mà sư nhớ sư phụ sư nói, mình thấy ai cũng khó ưa thì chưa chắc mình đã là người dễ ưa. Rồi đó, có những chuyện sư nói mình làm thấy không sao hết, người ta làm thấy kỳ, mình làm thấy bình thường lắm, mình làm thấy bình thường lắm, mà người ta làm thấy không được, không có nên làm vậy, làm vậy kỳ lắm. Mà trong khi đó mình làm bình thường, thì cái đó là cái lỗi người ấy, mình thấy, còn lỗi mình không có thấy. Thành ra đó, Thế Tôn nói là trong 253, ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, kẻ ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Phải nói là sư rất là mệt khi mà tiếp xúc với những người ấy, họ toàn nhìn lỗi người khác không, họ chỉ hết cái lỗi người này đến lỗi người khác. Cho nên Đức Thế Tôn nói, ai nhìn thấy lỗi người, kẻ ấy thường chỉ trích, suốt ngày tìm lỗi, suốt ngày chỉ trích, nhưng mà lỗi mình không có thấy. Cái vấn đề của mình là do nguyên nhân khách quan à, còn vấn đề của người khác là nguyên nhân của họ. Chính bởi vì như thế Đức Thế Tôn nói, kẻ ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Mình sống riết mà mình giống như một cái xác chết, nó hôi thối, nó gớm mà riết không ai muốn gần. Nhưng mà cái người mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất là chính mình đó. Khi mà mình cứ thích khen mình chê người, lậu hoặc của mình tăng trưởng. Mà khi các lậu hoặc tăng trưởng thì phiền não tăng trưởng. Khi phiền não tăng trưởng thì mình ngồi thiền nó đâu có yên. Rồi từ đó vấn đề nó lại nối tiếp vấn đề. Rồi quý vị có nghĩ chuyện gì sẽ ra nữa không? Người ta đổ thừa cho hoàn cảnh, người ta nói là tại rừng ồn, hoặc là tại mưa, trời nó mưa, nó không khí ẩm thấp nó khó chịu, hoặc là nó là tại vì trời nắng, hoặc là tại vì mũi mồng gió nắng, mũi mồng nó đốt, hoặc là tại nói ở trong rừng cái đời sống khất thực nó khó khăn, cho nên là sức khỏe nó không có đảm bảo. Nhưng họ không bao giờ thấy vấn đề ở chỗ của mình, là do mình cứ lo chăm bẩm, mình tìm lỗi của người khác mà mình giấu cái vấn đề của mình. Chính bởi vì như thế nó đi đến chuyện khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, mình đều tìm cách mình đổ thừa hết. Toàn bộ là do ngoại cảnh, toàn bộ là do nguyên nhân khách quan, chứ không bao giờ do mình. Mà người như vậy thì ở trong rừng thì chắc chắn ở không nổi, mà ở ngoài đời thì người ta cũng không ở nổi với họ. Ở trong rừng thì họ không ở nổi với người ta, mà ở ngoài đời thì không ai ở nổi với họ hết. Cho nên cũng trong Pháp Cú, Đức Thế Tôn nói, đừng nhìn lỗi người khác đã làm rồi hay chưa, mà hãy nhìn lỗi mình đã làm hay vứt bừa. Mình lo nhìn mình thì nó ngon hơn mình nhìn người khác. Mà cái khiếp đảm và sợ hãi này phát sanh do đâu? Do mình bị người ta chỉ trích. Chỉ trích cái gì? Đây là cái thứ khen mình chê người. Rồi khi mà mình khen mình chê người á, xin thưa, khi mình nói tự nhiên mình có nhu cầu cho người khác nghe. Hiếm ai, xin nói hiếm ai có cái thói nhìn lỗi người mà nói cho một mình nghe lắm. Để ý đi, người ta khoái chia sẻ cái vấn đề đó. Đó, thấy không? Anh thấy không? Đó, cái vụ đó như vậy đó. Đó, thấy không? Đó, cái chị thấy không? Đó, cái vụ đó như vậy đó. Trời ơi, cái chỗ này họ như vậy nè. Đó, trời ơi, cái chỗ kia họ như vậy nè. Họ khoái chia sẻ, chứ họ đâu bao giờ họ im lặng. Tại mình nắm cái gì đó. Sư nhớ có một câu là càng phiền não thì càng muốn nói nhiều, mà càng nói nhiều thì lại càng phiền não. Mình chia sẻ cho người khác rồi thì người khác họ sẽ đồn đãi,
Rồi từ đó mình vướng vào thị phi. Lúc bây giờ những cái câu nói của mình nó không còn nằm ở trong rừng, nó không còn nằm ở trong cây, nó không còn nằm ở trong bụi nữa, mà nó lan tỏa suốt khắp xóm làng, từ chùa này qua chùa khác, từ chỗ này qua chỗ khác. Rồi từ đó ai cũng cạch mặt mình ra. Nhưng mà yên tâm, cái thứ này thì họ không bao giờ thấy vấn đề của mình, họ thấy toàn vấn đề người khác. Mà quý vị biết rồi, một người mà bị cuốn vào trong cái chuyện thị phi, thiền làm sao nổi. Mà xin nói thiền là nói hơi bị cao cấp á, chứ còn bản thân họ thậm chí ăn ngủ cũng không yên, chứ đừng có nói là hành thiền. Những cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta phải gặp đó là gì? Là thân trơ cứng và sợ hãi. Cái thân trơ cứng ở đây á, tức là khi mà mình sợ cái gì đó quá đó, mình sợ quá thì tự nhiên cái cơ thể mình nó cứng đờ, nó cứng giống như mình bị điểm huyệt vậy đó, tay chân nhất không nổi. Có nhiều người nói tại sao mà cháy nhà không lo chạy ra. Xin thưa, có nhiều trường hợp nó cháy, họ thấy cái cháy nó trước mặt là tay chân họ bủng rủng hết trơn, không cử động được, đặc biệt ở trong rừng. Thấy có con rắn nó ngóc đầu lên, nó khè mình một cái là có người thì họ lanh, họ chạy đi. Nhưng mà có một đám, nhớ có câu chuyện, một nhóm những cái nhà sư á, đang ngồi nói chuyện thì một hồi ông thấy nhột nhột, ông sờ cái tay thì thấy lạnh, ông nhìn kỹ con rắn, ông hoảng hồn, ông nhảy lên ông kêu rắn. Mấy ông sư khác táo quả chạy ra chỗ khác. Con rắn nó bị động mà nó ngóc đầu, nó khè. Thì trong đó có một ông sư thì cũng cứ ngồi yên ở đó. Đó. Thì các vị khác thấy con rắn nó ngóc đầu, nó khè vậy đó, vị đó vẫn cứ ngồi yên. Rồi một hồi nữa con rắn nó khè đã rồi, nó thấy không vấn đề gì, nó lại bò đi. Nó không cắn mà nó lại bò đi. Các sư khác tới nói chỗ sư thiền định là ngon lành, hành thiền là coi như là lòng từ bi là vô hạn á. Rồi thấy rắn là rải tâm từ, chứ không có giống như tụi tôi tu dở. Rồi thôi bây giờ cũng tới giờ rồi, sư huynh đứng dậy mình đi vô ăn cơm. Trời, kéo tôi dậy, tôi đứng không nổi. Tê hết trơn, đứng không nổi, đứng đâu có nổi. Đó. Mình nhìn mình cứ tưởng là vị này là định nó dữ dằn lắm, rắn tới là coi như là ngồi yên bất động mà, tâm bất động bất thối chuyển. Nhưng mà không ngờ là vị này cứng người lại rồi, sợ quá cứng người rồi. Đó, cho nên là tới hồi xong chuyện là mấy sư kia đi ăn cơm, nó kéo tôi lên đứng không nổi. Lúc đó mới biết là vị này không phải là dũng cảm, mà tại vì sợ quá cho nên đứng hình nó vậy đó. Rồi cái sợ hãi á, là cái trạng thái mà nó giống như là cái ở trên á, cái thân trơ cứng là vấn đề của thân, mà cái sợ hãi á, là vấn đề của tâm. Khi mình sợ cái gì đó quá đó, tâm của mình á, cũng tê liệt luôn. Mình làm không, mình không suy nghĩ được cái gì hết. Nó giống như một người á, khi mà đau quá, cận tử, họ thấy lửa địa ngục lên, lúc đó họ hoảng. Xin thưa, ngày thường mình không tu, giờ đó mình không xài được, do đâu vậy? Do tâm của mình hoảng loạn. Mà khi mình sợ sự chết, hoặc là mình hoảng loạn, mình không có làm cái gì được hết. Hoặc là khi quý vị đi vào con đường vắng, đi vào trong khu rừng, hoặc đi vào trong nghĩa trang, nhiều người sợ ma. Họ sợ đến cái mức độ là bây giờ kêu họ rải tâm từ họ chịu thua, kêu họ niệm Phật họ cũng chịu thua, họ làm không được. Do đâu? Họ quá sợ. Họ nhìn họ sợ quá. Thì lúc đó đừng nói chi đến cái chuyện tu hành.
Nè. Ở đây trong chú giải nói thì cái trạng thái sợ hãi giống như là một cái đứa trẻ ở trong gia đình mà sợ Atula gì đó, hoặc là như mình nói là một cái đứa trẻ nó sợ ma, nó sợ thì nó không làm được cái gì hết. Tâm mình cũng vậy. Chính bởi vì như vậy, ở trong chú giải có nói cái sự mà sợ hãi, tâm sợ hãi và thân trơ cứng như vậy là cái trạng thái đáng bị khiển trách. Tại vì khi đó mình không chủ động được cái gì hết. Như là trường hợp 500 vị tỷ kheo khi mà vào cái khu rừng thì 500 vị này hành thiền. Chư thiên lúc bấy giờ nghĩ là chắc có lẽ 500 vị này ghé tạm rồi thôi, cho nên là chư thiên đi xuống khỏi những cái cành cây và đi ra chỗ khác. Tại vì khi mà một vị tỳ kheo có giới hạnh mà ngồi thiền á, xin thưa là không có một vị trời nào dám đứng trên đầu vị đó. Tại vì cái đức của vị đó không có vị nào dám đứng ở trên đầu. Đặc biệt là như trường hợp Đức Thế Tôn, là khi mà Ngài đang ngồi ở đâu, chư thiên bay ngang qua, nếu như vị đó không để ý, cố tình là tồi tệ nữa, nhưng không để ý mà bay ngang, mà chuẩn bị bay ngang qua đầu Đức Thế Tôn, là tự nhiên thần thông mất mà phải rớt xuống dưới. Tức là khi Đức Thế Tôn ở đâu là vị đó, cái vị trời đó không thể bay ở trên đầu Đức Thế Tôn được. Và tương truyền khi mà chư tăng đi khất thực cũng vậy, là chư thiên họ sẽ không có đứng hoặc là đi ở trên đầu của một vị tỳ kheo giới hạnh trong sạch đi khất thực. Khi ngồi thiền cũng vậy, thì 500 vị này do giới hạnh trong sạch vào ở trong rừng để hành thiền, chư thiên cũng đi xuống, tại vì không ở trên được, mà đó là cái nhà của người ta. Chư thiên nghĩ chắc có lẽ là 500 vị này đi lỡ đường thôi, nhưng mà không, 500 vị này tiếp tục ở. Rồi chư thiên lại nghĩ chắc có lẽ là 500 vị này ở lại vài ngày thôi, nhưng mà sau vài ngày 500 vị tỷ kheo vẫn tiếp tục ở. Chư thiên thấy không ổn, tại vì nhà của mình bây giờ mình không vào được, nó rất là khó chịu. Thế cho nên chư thiên ở trong khu rừng đó hóa hiện những cái cảnh ghê sợ. Ví dụ như chư tăng sẽ thấy những cái con ma không đầu, rồi đang ngồi như vậy đó, một cái vật tròn tròn nó lăn tới trước mặt mình mở mắt ra, cái gì, cái đầu người ta mở mắt chừng nó cười ha hả. Thì chư tăng 500 vị tỷ kheo này đó bị hù á, hù mà sợ kinh hoàng, sợ quá, cho nên là không có hành thiền được. Chỉ mới có một tuần thôi, nhưng mà chư tăng thì tính là nhập hạ ở đó, nhưng mà khu rừng đó bị hù, thành ra chư tăng sợ, cho nên là đi về đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi đến gặp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới chỉ là hãy thực hành tâm từ. Bởi vì khi mà mình thực hành tâm từ á, thì chư thiên họ sẽ hoan hỷ. Và 500 vị này á, nhận lấy đề mục từ tâm của Đức Thế Tôn, rồi đi quay trở lại khu rừng đó rải tâm từ đến chư thiên. Rồi từ đó chư thiên hoan hỷ, và 500 vị này vẫn tiếp tục ở trong rừng cho đến hết mùa an cư. Mà cái sư muốn nói ở đây là gì? Tức là khi mà mình bị hù dọa đó, mình rất dễ sợ hãi, mà khi sợ hãi như vậy mình không tu được cái gì hết. Đặc biệt là những cái vị ở rừng, nếu như mà quý vị ở rừng mà chỉ đơn giản mình làm cái nghề săn bắn, xin thưa là có đôi khi chư thiên hoặc mình đâu có bị ai hù dọa đó. Tại vì chư thiên họ đâu có ngại mình, cho nên là cái chỗ ở của họ nó không bị ảnh hưởng.
mà những con thú thì nó lại sợ mình. Thú dữ thì mình có cái cách để mình đề phòng rồi, cho nên mình cũng không có sợ. Nhưng mà những cái vị mà vào rừng để mà tu thì đó lại là chuyện khác. Bởi vì khi mình vào rừng mình tu, mà nếu như cái giới của mình trong sạch, mình hành thiền nó miên mật tinh tấn, thì chư thiên họ phải leo xuống khỏi cái cây đó, họ không ở trên đầu mình được. Mà quý vị biết rồi, như vậy họ sẽ phiền. Mà khi họ phiền là họ phá. Hơn nữa trong kinh Ác Xá Năng Chi đó có nói là không phải cái loại phi nhân nào, tức là từ chư thiên cho đến dạ xoa, cho đến các cái loài la sát, không phải vị nào cũng mến mộ đạo Phật. Mình đừng có nghĩ là chỉ có loài người, có người thích đạo Phật, có người không thích. Chư thiên cũng có người thích đạo Phật, có người không thích. Dạ xoa cũng có vị thích, có vị không thích nha. La sát cũng vậy. Mà nếu mình vào cái khu rừng của những cái vị tạm gọi là ác thần, họ không ưa đạo Phật, mà mình vào trong đó mình hành thiền, họ nhìn cái mặt mình họ đã thấy ghét rồi, thì họ phá cho mà thấy. Chính bởi vì như vậy đó, mình tu thì gặp, mà mình gặp những trường hợp này thì nó sẽ làm cho mình sợ hãi, khiếp đảm. Và đây là một cái trở ngại cho những ai mà muốn đi đến sống ở trong rừng. Cái vấn đề tiếp theo là cái sự trở ngại do chúng ta có sự ham muốn lợi lộc, tôn kính và danh vọng. Ở đây thì ở trong chú giải cũng không có vấn đề gì nhiều, và sư thấy cũng không có cần giải thích từ ngữ. Nhưng mà như vậy, như là ở trong chú giải Pháp Cú số 73 và 74 có nói về trường hợp của vị tỷ kheo Xú Thâm Mát. Bởi vì vị này tham những cái danh vọng, rồi từ đó, đó nó đưa đến phiền não, ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tinh xá, muốn mọi người lễ kính trong cả hai tăng tục, nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người suy nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Thì khi mà mình ham những cái lợi đắc, những cái danh vọng, thì chắc chắn là cái tâm của mình, cái ngã mạn nó sẽ tăng trưởng, và cái dục vọng nó cũng sẽ tăng trưởng. Như là trường hợp trưởng lão Xú Thâm Mát, câu chuyện bắt đầu khi mà cái người cư sĩ Chích Tá rất là hoan hỷ và cúng một cái ngôi chùa đến với tăng đoàn. Thì trong ngôi chùa như vậy đó, thì chư tăng sẽ bổ nhiệm một vị để làm trụ trì. Cái vai trò của vị trụ trì hồi xưa thì là như thế này, là vị đó sẽ có trách nhiệm quản lý những cái tài sản của tăng. Và những vị khách tăng đến thì vị này sẽ thu xếp chỗ ở, rồi chỉ cho cái con đường nào để đi khất thực, rồi thu xếp những cái công việc ở trong chùa. Thì lúc bấy giờ ngài trưởng lão Xú Thâm Má được cử làm trụ trì ngôi chùa do anh cư sĩ Chích Tá cúng dường. Quý vị biết là ở trong Phật giáo, một người cúng dường chùa thì cái vị đó được xem là đại thí chủ đối với ngôi chùa. Thì đến khi mà hai vị ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất đến cùng với tăng đoàn đến chính ngôi chùa này, thì cái vị cư sĩ gặp hai vị Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên rất là hoan hỷ, đảnh lễ, và sau đó thỉnh hai ngài cùng với tăng đoàn tăng đoàn đi theo hai ngài đó, ngày hôm sau hãy đến để gia đình của vị này để cúng dường. Lúc bây giờ có một cái sự kiện như thế này, đó là cái anh gia chủ ảnh không có mời cái vị
trụ trì, và sau đó anh mời sau. Nó giống như vậy nè. Bây giờ một vị sư trụ trì một cái ngôi chùa, thì lúc bây giờ có một cái đoàn trưởng lão đến ha, trưởng lão đến cái ngôi chùa đó, thì cái anh đại thí chủ cúng cái chùa đó, ảnh không, ảnh tới chùa ảnh không gặp trụ trì, mà ảnh gặp trưởng lão, gặp các vị trưởng lão, các vị hòa thượng, rồi ảnh mời các vị hòa thượng đến nhà của vị đó để cúng chay tăng cúng dường, mà không nhắc gì tới cái ông trụ trì hết trơn. Thì trong trường hợp này đó, trưởng lão Xú Thâm Má trong vai trò là trụ trì cảm thấy mình bị tổn thương do không có được tôn trọng, cho nên ngày hôm sau cũng đắp y đến nhà, nhưng mà không phải để chay tăng, mà để ngó coi ở đây họ cúng dường ra làm sao. Và cái kiểu coi nó có hơi có vẻ là gọi là khích bác á, cho nên ngó tới ngó lui thì vị này nói ở đây cái gì cũng đủ hết á, nhưng mà thiếu một món. Người cư sĩ Chích Tá hỏi bạch ngài thiếu món gì, vị này mới nói là thiếu cái món bánh mè. Thì như thế này nè, cái món bánh mè ở xã hội Ấn Độ vào thời đó là một món ăn nó không có ngon lành gì hết, và nó dành cho cái hàng nô lệ, dành cho cái hàng những cái người mà mạt hạng họ mới ăn cái món đó thôi, tại vì nó là cái thứ gọi là hạ đẳng lắm rồi. Thì khi vị này nói như vậy đó, mang cái ý nghĩa là phỉ báng, coi thường cái anh cư sĩ. Thì vị này cũng đâu có vừa, thì cũng mở lời nói lại với vị này. Và thế là vị Xú Thâm Má mới giận và bỏ đi. Cái kiểu thôi bây giờ chùa ông thì chùa ông cúng, ông muốn làm gì ông làm, thôi bây giờ tôi không ở chùa ông nữa. Đó, ai muốn lên làm trụ trì thì lên. Thì mặc dù á là vị Xú Thâm Má đã năn nỉ, nhưng mà vị này vẫn nhất quyết là thôi bỏ, không làm trụ trì nữa. Và đi đến bỏ đi. Khi bỏ đi như vậy thì đến tạnh lễ Đức Thế Tôn, và cũng thuật lại cái câu, cái sự kiện mình gặp phải. Đức Thế Tôn mới nói cái này là lỗi của ông, cho nên ông phải đi đến để ông sám hối với cái vị cư sĩ, tức ông xin lỗi vị cư sĩ. Vị này đi suốt 30 do tuần là đi bộ á, đi bộ 30 cây số. Không phải 30 cây số, mà cái con đường đó là tương đương với 30 ngày đi đường, tức là đi bộ là đi một tháng trời mới tới đó. Đi tới thì cái vị cư sĩ không đồng ý cho xin lỗi. Vị này mới quay trở về, mà trên đường đi như vậy thì cái ngã mạng vị này đã giảm thiểu xuống rồi. Và khi đến gặp Đức Thế Tôn một lần nữa, Đức Thế Tôn nói bây giờ ông hãy quay trở lại, ông xin lỗi người ta đi. Cần phải có cái sự chân thành vào. Và thế là trong khi vị này đi đến lần thứ hai để xin lỗi, để sám hối, thì cái ngã mạng của mình vị này bị diệt trừ. Và vị này sám hối, và vị cư sĩ Xú Thâm Má cũng chấp nhận, đồng thời sám hối ngược lại với vị này. Và sau này không lâu thì ngài Xú Thâm Má chứng đắc được đạo quả. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói cái bài kệ pháp cú này. Nghĩa là khi mà mình ham sự cung kính, ham sự lợi dưỡng, ham sự danh vọng, thì mình đòi hỏi người ta phải như thế nào đó với mình. Mà nếu như người ta làm cái gì nó hơi chật chìa đó, là tự nhiên là mình sẽ cống cao, ngã mạn, mình bất mãn. Mà khi tâm của mình ở trong cái trạng thái như vậy thì làm sao mình hành thiền được? Bởi vì sao? Trong tâm của mình cứ suy tư, làm sao để tôi có được nhiều tài sản? Làm sao để tôi được mọi người yêu mến? Làm sao để tôi được nổi tiếng? Làm sao để nhiều người biết đến tôi? Mà khi mình suy tư những cái vấn đề đó thì mình không thể nào mình ở yên ở trong rừng được. Rồi chúng ta đến cái cặp tiếp theo, nó cũng là trở ngại khi mà chúng ta ở trong rừng, đó là sự biếng nhác và kém tinh cần. Như là ở trong pháp cú,
không tùng làm nhớp kinh, không xiên làm bẩn nhà, biến nhát làm nhơ thân, phóng vật làm tâm uế. Ở trong pháp cú số 241 có nhắc đến vị trưởng lão là La Lu Đại Di. Thì vị trưởng lão này có một cái đặc điểm là không có biết là cái trường hợp nào mình nên nói cái gì. Ví dụ như đi vào ở trong cái đám tang á, thì vị này hay đọc những cái bài kệ mà đại loại như là chúc gia đình hạnh phúc, cái kiểu đó, là đọc những cái bài thơ, những bài kệ mà dành chúc phúc đám cưới trong đám tang. Còn khi mà đi đến những cái đám cưới, vị này lại đọc những cái bài kệ mà nó lại chỉ dành cho đám tang, không dành cho đám cưới. Ví dụ như thân này là vô thường, sớm muộn nó cũng giống như là cái xác nằm trên mặt đất, không có gì đáng để mà phải lưu luyến. Trong khi đó người ta đang làm đám cưới, thì cái chuyện mà vị này nói nó chất quớt, nó không có đúng nơi đúng chỗ, làm cho gia chủ rất là phiền, mà làm cho những cái vị tỳ kheo mà đi chung với vị này cũng rất là phiền, mà góp ý hoài không có chịu nghe, mới đưa đến để gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói những cái trường hợp này không phải là bây giờ vị này mới gặp, mới có như vậy, mà ở những kiếp quá khứ là đã như vậy rồi. Rồi Đức Thế Tôn lại đọc một cái bài kệ là kẻ ít nghe kém học, phát triển như trâu bò, tay chân ngày một to mà trí tuệ không tăng trưởng. Những cái lời dạy của Đức Thế Tôn mình không có chịu lắng nghe, mình không chịu học, rồi mình cứ nhớ bà chớp bà nhán, mình cũng không hiểu nghĩa nữa, mà mình lại khoái thể hiện, khoái phô trương. Cho nên là gặp trường hợp nào mình nhớ cái nào là mình nói cái đó, nhớ đâu nói đó, nhưng mà nhớ tầm bậy. Cái trường hợp cần cầu an mình đi cầu siêu, trường hợp nào cầu siêu mình đi cầu an, trường hợp nào chúc mừng mình đi chia buồn, trường hợp nào chia buồn mình đi chúc mừng đó. Thì chính bởi vì như vậy đó, mình không có siêng, mình không có siêng, mình lười biến nhá, không có chịu học cho tới nơi tới chỗ. Rồi hơn nữa đó, cái sự mà kém tinh cần nó làm cho cái tâm của mình nó trong cái trạng thái lúc nào cũng như là cái sự giả dười. Mình không có siêng, mình chả muốn làm gì hết, mình cứ chỉ muốn nằm ườn ra đó để mình ngủ, mình nghỉ, mình không muốn thực hành. Thành ra cũng như trong Kinh Pháp Cú cũng có nói một bài đó là không phóng vật là đường sống, phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. Cho nên là coi chừng mình chỉ là những cái con zombie, những con gọi là xác chết biết đi. Do đâu? Mình không có tu, mình không phát triển giới học, định học và tuệ học. Từ đó mình sống mà như một cái xác chết, thì cũng đi khất thực, thì cũng ngồi dưới gốc cây, rồi cũng đi tới đi lui, nhưng mà cái sự đi tới đi lui đó là sự đi tới đi lui của một cái xác chết. Do mình không có siêng năng tinh tấn, mình chỉ có phóng vật mà thôi. Nó giống như một cái nhà mà mình không có lau dọn thường xuyên, cái nhà nó sẽ dơ. Mà quý vị biết là cái nhà nó không phải là mỗi ngày mình mỗi lau, thì có nghĩa là 10 ngày mình lau 10 lần. Nó sẽ khác với cái chuyện là để 10 ngày mình mới lau một lần, một lần mình lau do bằng 10 lần thì nó không có giống nhau. Cái nhà đó khi mà mình lau mỗi ngày nó sạch lắm, nó dễ sạch lắm. Mà khi cái nhà mà mình để lâu á,
Nó có những vết bẩn, nó sẽ có những vết bẩn nó ăn sâu vào rồi mình lau không cách nào ra. Mà trong khi đó nếu như mình lau mỗi ngày thì cái chuyện đó không xảy ra. Tâm mình cũng vậy. Nếu như mình thường xuyên mình suy xét, mình quan sát cái tâm này đó, thì có bất kỳ những cái cấu uế, bất kỳ những ô nhiễm nào, mình đều có thể dễ dàng phát hiện. Rồi sau khi phát hiện đó, mình có thể dễ dàng mình trấn áp, mình loại bỏ, mình xử lý nó. Nhưng nếu như mình để một cái nội tâm nó phóng dật suốt một thời gian dài, thì dù cho mình có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng rất khó để đưa cái tâm mình nó sạch trở lại như cũ được. Tại vì nó đã thấm, nó sâu rồi, nó ăn rễ rồi. Hoặc giống như quý vị bị bệnh, bác sĩ cho 7 ngày thuốc, có nghĩa là mỗi ngày mình phải uống một lần, mình phải uống thuốc. Mà mỗi ngày như vậy mình uống 3 lần thuốc, sáng, trưa, chiều, thì nó mới hết bệnh suốt 7 ngày. Chứ không thể nào mà mình nói thôi bây giờ chia 3 buổi nó cực quá, tôi uống một ngày tôi uống một lần đủ rồi. Có được không? Không được. Hoặc là mình nói thôi nó cực quá, mỗi ngày 3 lần mà làm 7 ngày thôi, tôi hốt hết một cái đấm thuốc, tôi vớt một lần một thôi, xong chuyện. Có được không? Cũng không được. Nội tâm mình cũng vậy. Mình phải gột bỏ, mình phải giải quyết từ chút một. Nhớ dùm sư, trong Phật giáo không có mì ăn liền nha. Mà nếu như mình, sư nói mình siêng á, mà nó còn không có giác ngộ liền, nó còn không có ly tham, ly sân, ly si liền, thì nói chi đến cái chuyện mà mình lười, mà mình đòi những cái thứ đó nó bỏ mình nó đi. Chỉ có trí tuệ nó bỏ mình đi thôi, chứ còn tham sân si nó vẫn còn ì ở đó. Cho nên cái sự biến nhát và kém tinh tấn, nó là một cái sự trở ngại làm cho chúng ta không ở được ở trong rừng. Rồi chúng ta đi đến một cái cặp tiếp theo làm cho chúng ta cũng không cách chi ở được trong rừng. Đó là gì? Đó là thất niệm và không tỉnh giác. Cái sự thất niệm ở đây đó, thì đương nhiên nó là một trạng thái tâm nó không có niệm. Niệm là cái gì thì sư nhớ là ở bài kinh trước sư đã giải rồi. Không nhớ thì mở lại để mà xem ha. Đó. Hoặc là quý vị có ghi chép rồi. Và còn cái không tỉnh giác ở đây, ở trong chú giải có nói là đó là cái sự vắng mặt của tuệ, đối nghịch với trạng thái có niệm, và niệm nó yếu đuối. Cái tuệ ở đây là cái tuệ minh sát. Khi mà mình không có quán sát rõ cái gì nó ra cái gì, thì như cái bài kinh đầu tiên, kinh Trung Bộ bài đầu tiên, là cái không cần phải lưu ý mình lại đi lưu ý, mà cái cần phải lưu ý mình lại không lưu ý. Cái đáng làm mình không làm, mà cái không đáng làm mình lại đi làm. Từ đó đó, những cái lậu hoặc nó tăng trưởng. Bởi vì khi mình thất niệm và không tỉnh giác, nó giống như một cái người lính bỏ bê cái công tác canh phòng. Kẻ giặc nó sẽ ùa vào. Cũng vậy, một cái nội tâm mà không có sự tỉnh giác, không có niệm, lúc bây giờ đó, mình sẽ để cho tham, sân, si nó đi vào trong tâm, nó làm ô nhiễm tâm, nó làm cho tâm mình cấu uế. Rồi từ đó những cái lậu hoặc nó tăng trưởng, thì khi đó mình không thể hành thiền được. Bởi do đâu? Do khi mà mình nhìn, mắt tiếp xúc với cảnh, mình không có sự đề phòng,
mình không có sự quan sát một cách có trí tuệ, khi mà tâm tham xuất hiện mình không biết, khi tâm sân xuất hiện mình không biết, rồi từ đó nó làm cho nội tâm của mình nó trở nên ô nhiễm. Ở đây còn có một cái ý nghĩa là do cái niệm của mình nó yếu đuối. Tuệ và niệm, tuệ thì không có mà niệm thì yếu đuối. Do đâu? Do khi nội tâm mình một khi đã ô nhiễm rồi, mình rất khó để mà nhắc nhở mình để nhớ lại cái nhiệm vụ của mình, đó là phát triển giới học, định học và tuệ học. Xin nói một vị tỷ kheo thì có một cái trách nhiệm, đó là mỗi ngày vì đó phải quán tưởng về tứ vật dụng, từ cơm ăn, áo mặc, thuốc men, chỗ ở. Đó là cái trách nhiệm của vị đó. Nhưng mà khi mình thất niệm rồi, cái niệm mình nó yếu đuối, mình không có nhớ. Buổi ban ngày thì mình nghĩ là thôi chắc để tối mình làm luôn, tới tối thì mình nghĩ thôi để tới hồi gần sáng mình làm lần, rồi tới hồi gần sáng mình lại ngủ quên. Rồi thế là cái bổn phận trong ngày hôm đó mình không có làm. Rồi khi mình thất niệm như vậy, mình phạm giới mà mình không biết là mình phạm giới, mình ô nhiễm mà mình không biết là mình ô nhiễm. Do đâu? Do niệm nó yếu đuối thì làm sao mà nó phát hiện ra được. Nó không có nhắc mình, nó không có nhắc mình nhớ, à đây là bất thiện, đây là cái không nên làm, nó không nhắc. Chính bởi vì như vậy đó, nó là một trở ngại cho chúng ta khi mà chúng ta sống ở trong rừng. Thì ngày hôm nay chúng ta học tới đây. Có bạn hỏi: thưa sư, xin sư phân biệt và lấy ví dụ về sự khác nhau của các trạng thái không có tâm tham, không xuất hiện tâm tham và tâm tham thọ xả. Nó có ba cái loại như thế này. Loại thứ nhất là khi mà tâm tham nó không có ở trong tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta vô tham. Ví dụ như khi chúng ta nóng giận, tâm của chúng ta là tâm sân, mà khi mà tâm sân có mặt thì tâm tham nó không có mặt. Chúng ta nóng giận, chúng ta chửi một ai đó thì nó không có tâm tham. Trong trường hợp đó đó là tâm tham nó vắng mặt. Nhưng mà nó không có nghĩa đó là cái tâm vô tham. Cái trường hợp thứ hai đó là khi chúng ta nghe một cái bài nhạc mà chúng ta thư giãn. Ví dụ như nghe một cái bài nhạc không lời, như là đàn piano, chẳng hạn violon, chúng ta nghe mà cái trạng thái tâm của chúng ta thư giãn, thì cái tâm của mình vào lúc đó chính là tâm tham nhưng mà thọ xả. Hoặc là khi mà chúng ta thả mình nổi ở trên cái bể bơi, trong bể bơi mình thả nổi cơ thể, giống như là quý vị đi mà đi sông lười đó, thả nổi cơ thể như vậy, nằm liêm diêm, thì trong trường hợp đó tâm của chúng ta là tâm tham thọ xả. Hoặc là khi chúng ta nhìn ngắm một cái bông hoa, chúng ta cảm thấy cái tâm của chúng ta nó thư giãn, nhưng nó không có tham ái mãnh liệt. Cái tâm nó thư giãn khi chúng ta nhìn cái bông hoa, khi đó không có cái chuyện là quan sát danh sắc cái gì hết trơn á, chỗ mình chỉ đơn giản là mình ngắm một cái bông hoa. Giống như những cái cụ già đó, tỉa cây, cứ tỉa từng lá, rồi cứ ngắt lá, rồi cứ tưới nước, thì cái trạng thái thư giãn đó chính là tâm tham thọ xả. Và một cái trường hợp thứ ba, đó là cái trạng thái tâm đối nghịch với tâm tham. Ví dụ như
khi mà chúng ta bố thí, cái lòng của chúng ta đó nó xả ly cái sự tham, thì trong trường hợp đó, cái khoảnh khắc đó, tâm của chúng ta là tâm vô tham. Thì đây là ba cái khác nhau chúng ta phải phân biệt ha. Rồi trong cuộc sống nên dùng phương pháp luyện tập như thế nào để giảm thiểu trạng thái trạo cử khi ở một mình, khi lái xe, khi nghe pháp, khi làm việc mà những suy nghĩ khác cứ ùa về? Cái này á, thì quý vị sẽ được học ở trong cái lớp thanh tịnh đạo khi chúng ta đi qua phần định. Ở đây sư chỉ nói một vài phương pháp thôi. Thứ nhất là xem coi là mình có hối hận về cái gì hay không. Tức là mình đã hối hận về những cái mình đã làm hoặc những cái mình chưa làm. Xem coi mình có hay là không. Rồi cái thứ hai đó, chúng ta phải giữ giới. Bởi vì nếu như chúng ta không có giới, những cái suy nghĩ bất thiện, những cái tâm tình tiêu cực, nó sẽ ùa về đó. Và nó sẽ chi phối chúng ta, nó làm cho chúng ta không yên được. Rồi một điều nữa là chúng ta xem coi cái đời sống của mình, mình có để cái sáu căn của mình phóng dật hay không. Ví dụ như cặp mắt của mình cứ láo liên nhìn theo cái đẹp, lỗ tai của mình cứ chú tâm mình lắng nghe những cái âm thanh bên ngoài, ví dụ như là cái tiếng nhạc, hoặc là mình lắng nghe coi có ai nói xấu mình hay không. Thì mình xem kỹ coi sáu căn của mình có phóng dật hay là không. Nếu có thì mình phải thu thúc nó lại. Rồi mình lại xem coi là những cái nhiệm vụ, những bổn phận của mình là mình đã hoàn thành hay là chưa. Bởi vì nếu như một cái nhiệm vụ bổn phận gì đó của mình mà mình chưa hoàn thành, nó cũng sẽ làm cho tâm mình lúc nào cũng lo lắng bất an. Thì tóm gọn lại, những cái vấn đề ở thế gian mà khi làm cho tâm của mình nó trở nên nó trạo cử thì đa phần là như vậy. Hoặc là khi mà quý vị đang làm việc gì đó mà một cái ký ức nào đó nó ùa về, một suy nghĩ nào đó nó ùa về, chúng ta hãy dùng cái sự quan sát chân chánh, quan sát nó. Cái này là do đâu? Ví dụ mình nhớ đến cái chuyện là ông chồng của mình ổng đi nhậu, thì như vậy là cái này là do tham ái. Chính bởi vì nó tham ái cho nên mình mới ưu tư, chính bởi vì tham ái cho nên mình mới sầu muộn. Mà bây giờ muốn giải quyết nó thì không còn tham ái thì không ưu tư, không sầu muộn. Mà chính bởi vì quý vị làm không được cho nên quý vị mới phiền não. Sư nói nhiều khi quý vị nghĩ sư nói vui, mà ai muốn nghĩ sư nói vui thì nghĩ, mà ai muốn nghĩ sư nói thiệt thì nghĩ. Mình muốn không phải lo một cái ông chồng nhậu nhẹt, muốn không phải lo một ông chồng ngoại tình, thì không có chồng thì khỏi phải lo mấy chuyện đó. Tại vốn dĩ cái gốc rễ là cái tham ái. Mình dẹp được là mình khỏe, không dẹp được thì mình khổ. Còn khi mà mình cảm thấy là cái gánh nặng mình ôm nhiều quá, một tay thì xách chồng, một tay xách con, lưng đeo công việc, rồi chân thì đạp vô cái giải lau nhà, mình đủ thứ công việc nó bủa vây mình mệt quá, thì dành thời gian đến chùa. Sư nói hoài, thấy mình cạn kiệt hết năng lượng thì vào chùa để sạc pin. Còn nếu như mà mình pin mình chai quá, mình cần bảo dưỡng thì tham gia những cái khóa thiền dài ngày. Đấy, đó là cái câu trả lời của sư. Xin chia đều phần phước này
đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là quý vị ở đây và chư thiên người xung quanh nơi đây. Cầu mong cho tất cả sớm được ly tham, sớm tu tập các phương pháp đi đến sự đoạn trừ các lậu hoặc, sớm đi đến sự giác ngộ và giải thoát, và đặc biệt luôn có lòng từ đối với chúng sanh. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thệ chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Mời quý vị chắp tay, chúng ta hồi hướng. Idam me punyam nibbanasa paccayo hotu imam no punya phagang sabba sattanang dema sathu sathu sathu. Chúc quý vị an vui. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam.